Nay Trung Đẳng cùng anh em nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đoàn 2 để tham gia chạy bộ. Mọi người ơi, rất nhiều nghệ sĩ, rất nhiều người ta đông lắm. Nay Trung Đẳng mặc áo xanh. Rồi bây giờ Trung Đẳng sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha. Bà con hôm nay rất đông, màu áo xanh rất là đẹp luôn. Rồi đi đi. Rồi bây giờ để Trung Đẳng quay cho mọi người xem nè. Sáng nay dậy sớm, chỉ đánh răng thôi chứ không có cạo râu mọi người ơi. Rồi Trung Đẳng chào tất cả mọi người nha. Rồi mời tất cả các em đất ta ngồi xuống nè mấy em học ngồi tại chỗ. Con nít dễ thương lắm. Mọi người ơi, bữa nay là thức sớm lắm, 3:30 là thức rồi, đi ra tới đài truyền hình nhà hát là vòng vòng là 4:30, 5 giờ chờ nãy giờ chưa được chạy nữa. À, mọi người thấy không? Vui chưa? Một rừng người áo xanh luôn. Sữa Milo luôn. Giờ đoàn của chúng ta ở đằng này. Anh em nghệ sĩ ở đoàn 2 đằng này. Đi vô là gặp tụi tao, con tao đi ra. Rồi Trung Đẳng xin chào mọi người nha. Chúc mọi người có một buổi sáng, hôm nay là ngày Chủ nhật, thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nha mọi người. Vui lắm cả nhà ơi, áo xanh quá trời luôn, nguyên màu áo xanh không. Các vị là chúng ta chọn bản tên của mình theo các vị trí. Mã số 9 là lực lượng vũ trang, 14 công an thành phố Hồ Chí Minh. Số 9 là trường vũ trang nha. Trường đại học cảnh sát nhân dân. 20 khối doanh nghiệp. 21 trường đại học. 22 trung tâm huấn luyện quốc gia. Mã số 2 khối sở ngành. Số 3 khối liên đoàn. Số 4 đơn vị sự nghiệp thể dục thể thao. Số 5 đơn vị sự nghiệp văn hóa. Số 6 khối bảo tàng. Số 7 ủy ban vì người Việt Nam ở nước ngoài.
số 10 Hội Liên hiệp Phụ nữ, 11 Liên đoàn Lao động, 12 Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao, 13 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, 15 Thành đoàn, 16 Thanh niên Trung phong và 17 là quận nhất. Đề nghị các lực lượng riêng khối doanh nghiệp có gần 1.000 người, do đó thì chúng ta phải các khối doanh nghiệp chúng ta vào vị trí để ổn định. Chuẩn bị cho chương trình khai mạc, chúng tôi đề nghị tất cả các đơn vị chúng ta tập trung theo mã số đơn vị mình, theo bảng tên của đơn vị mình dọc với đường Lê Duẩn. Đợt 1 xuất phát ở đợt 1 gồm có lãnh đạo, ban ngành và khách mời và khối thể thao người khuyết tật. Xuất phát đợt 2, mã số 19, khối huấn luyện viên và vận động viên. Xuất phát đợt 3, mã số 9, lực lượng vũ trang. Số 14, công an thành phố. 18, trường đại học cảnh sát nhân dân. 20, khối doanh nghiệp gồm có Techcombank và công ty Plus. 21, các trường đại học. 22, trung tâm huấn luyện quốc gia 3. Xuất phát đợt 4 gồm có mã số 2 khối sở ngành, mã số 3 khối liên đoàn, mã số 4 đơn vị sự nghiệp thể dục thể thao, mã số 5 đơn vị sự nghiệp văn hóa và phòng văn phòng sở văn hóa thể thao, mã số 6 khối bảo tàng, mã số 7 ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, mã số 10 Hội Liên hiệp Phụ nữ, mã số 11 Liên đoàn Lao động, mã số 12 Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao, mã số 13 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Xuất phát đợt 5 gồm có mã số 15 Thành đoàn, mã số 16 Thanh niên xung phong, mã số 17 quận 1. Xuất phát đợt 6 gồm có mã số 8 khối học sinh cấp 1. Đề nghị các đơn vị chúng ta chú ý theo thứ tự mã số và thứ tự xuất phát của đơn vị mình. Xin cảm ơn. Rồi, mời tất cả các học sinh chúng ta đứng lên. Mình chạy hay mình đi ta? Tất cả chú ý nhìn trước. Hát. Giờ đang vui mọi người ơi, chắc có lẽ là chút xíu nữa là tắt lại chim để chạy quá. Hiện nay trên sân còn một số phụ huynh chúng ta còn đứng trên sân, đề nghị tất cả các phụ huynh chúng ta rời khỏi địa điểm đồng diện của tất cả các em. Ngày Chủ nhật buổi sáng vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc bên gia đình. Nay trung đẳng tham gia chạy bộ. Những đơn vị tới trễ chúng ta nhanh chóng vào đội hình. Các huấn luyện viên chúng ta chú ý hướng dẫn các em gỡ rời vị trí đội hình. Ở đường Lê Duẩn, quận nhất nè mọi người ơi. Trung đẳng quay một vòng nữa rồi, trung đẳng tắt live stream nha mọi người. Nhìn không có được căng nữa. Mời đề nghị tất cả các cô giáo viên chúng ta rời khỏi vị trí. Các giáo viên thể dục chúng ta rời khỏi vị trí. Hiện nay trên sân chỉ có các học sinh. Các bạn chú ý, chúng ta sẽ làm một lần thật là tốt nha. Nếu không làm tốt chúng ta sẽ làm lần thứ hai. Như vậy các con cố gắng làm cho tốt, tay chân thật mạnh lên, hàng sau chưa canh đội hình. Chuẩn bị. Nghi. Nghiêng. Tay xuống không? Dạ. Có phần âm thanh cho nhà.